À, dạ em Dương Bồ Kết lại xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả bác nhé. Hôm nay nhà em lại chuyển sang một cái cây bồ kết mới để sử dụng lấy mắt ghép đây cái phần thân gốc kia. Đây quay cho các bác xem là những cái quả nó đậu này. Đây là một trong những cái dòng bồ kết quả nó rất là dày và sai quả anh em nhé. Nhà em thì sẽ lựa chọn những cái cây nó xuất sắc như này để lấy mắt ghép, để ghép vào cho các bác những cái cây bồ kết để sau này các bác trồng nó đạt cái sản lượng cao và nó sẽ ra quả sớm cho các bác này. Các bác về cái chất lượng mắt ghép thì các bác yên tâm nhé. Những cái quả như thế này nhà em lấy xác định những cái cây này lấy mắt ghép thì những cái quả này thì em sẽ bỏ chỉ để lấy mắt ghép thôi, sẽ không thu quả nữa. Thường là một cây, đâu một cây như này thì em chỉ lấy được vài ngày là hết mắt ghép rồi. Để mà ghép cái số lượng cây bồ kết trên vườn thì như nhà em thì em sẽ mua tầm 20-30 cây, 20-30 cây để chuyên để lấy mắt ghép nhau nhé. Đây những cái phần quả này là những cái phần quả non, đây những cái phần quả non này bỏ đi hết này, chỉ lấy mắt ghép thôi. Cô lấy quả non này về đốt cho cái gì đấy này. Đây là cái phần mắt ghép này. Mắt của cây này thì cũng không được dày mắt, mắt thưa mắt, không được bao nhiêu mắt cả. Những cái cành này thì em sẽ lựa vào những cái cây nào mà nó chiều to nó phù hợp thì sẽ ghép vào nhé các bác nhé. Đây quả này, quả này thì thật ra là nếu mà để thì tầm khoảng 2 tháng nữa thì nó cũng sẽ dày mình lên, nhưng mà bây giờ thì là cần mắt ghép rồi cho nên là phải bỏ thôi. Lấy mắt thì bỏ quả đi. Một chùm như này các bác có thể thấy là một chùm như này thì nó rất là sai và quả bồ kết của cây này rất dày, quả mẩy hạt. Đấy, cô bác anh chị nào có nhu cầu với cây giống bồ kết ghép thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình nhau nhé. Hàng ngày thì em cũng sẽ tạo ra những cái video hướng dẫn các bác cách trồng và chăm sóc cây bồ kết và những cái lưu ý khi chăm cây bồ kết. Đây là phần mắt ghép này, lấy ngày hôm nay này. Thì cái phần mắt ghép này thì em sẽ ghép trong buổi sáng ngày mai. Hết thì buổi chiều mai lại tiếp tục đi cắt để cho nó giữ được cái độ tươi của mắt thì nó mới nảy được mầm. Thường nhà em chỉ ghép trong ngày thôi. Cô bác ở xa nhiều bác bảo là mình bảo em gửi mắt cho ấy, nhưng mà các bác ví dụ như từ chỗ nhà em ở Bắc Giang mà em gửi cho các bác ở xa, các bác ở Đắk Lắk hoặc các bác ở miền trong thì gửi vào trong đấy thì nó sẽ khô mất mắt cho nên là không gửi được nhé mọi người. Các bác mình muốn ghép thì các bác có thể là lựa chọn tìm những cây ở quanh khu vực nhà mình. Cây nó có quả sai và ra quả sớm thì các bác sử dụng là lấy mắt ghép ở những cây đó. Có thể là các bác mua cả cây như này nhà em này, mua cả một cái cây như này luôn. Đấy, mua cả một cái cây to như này luôn. Đấy, sau đó là mình chỉ cắt lấy mắt ghép thôi. Hoặc là nếu mà các bác mua ít thì các bác có thể là đàm phán với cô bác chủ nhà mình xin, hoặc là mình làm sao cho nó hợp lý là được. Đấy, phần mắt ghép thì sẽ chọn những cái phần mắt sống. Mắt nó phải mẩy, nó phải có mắt nhau nhé. Nên ví dụ như ở những cái kẽ lá này nó phải có mắt này thì ghép thì nó mới bật mầm lên được. Còn nếu mà nó không có mắt thì ghép vào nó sẽ chết và nó sẽ không lên được. Cô bác anh chị mình xem video có những câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này thì em Dương sẽ làm ra những cái thước phim để trả lời giải đáp cho các bác nhé. Em xin phép được dừng và kết thúc cái video tại đây. Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video ngày mai. Xin chân trọng kính chào.